À, em xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay em có một ít lan lấy trên rừng về, muốn để lại cho mọi người sưu tầm. Thì ở đây em có hai loại thôi. Một là sóc, hai là hỏa hoàng cam. Thì em sẽ lấy từng nhánh để cho mọi người xem. Thì cây ở đây là loại lớn á, cây cũng khá là to, cây cũng rất đẹp nha. Đây là cây hỏa hoàng cam. Rất đẹp, rất là to so với những cái cây cùng loại. Thì cái cây này là loại lớn rồi đó. Một cây thứ hai hỏa hoàng cam, em để ngoài ngoài nắng cho nên nó bị vàng lá. Cái này cắt bỏ thôi, có gì hai cây nè, ba cây nè. Cái cây này là cây một gốc ba ba thân con đấy, để còn nguyên đai nguyên kiện, còn nguyên rễ là em chưa cắt gì hết. Ba này là sóc, cây này thì nó mọc nguyên về luôn nên em lấy nguyên về đã ra hoa nha các anh chị, đã ra hoa nguyên về ba cây đó, rất đẹp nha. Cái này là về ghép lũ là bốn cây luôn chứ ba gì đấy, rất đẹp. Em có lũ sẵn này đó, ghép lên là đấy. Đấy. Rất là dễ ghép. Đây, cây thứ hai của cây sóc thứ hai nè. Đấy, ngầm hoa rất dài và rất to. Hai. Cái sóc thứ ba nè. Đấy. Một cái thế khá là dị. Này, cây sóc thứ tư, cây này thì nó màu màu tím nha các anh chị. Hai ngầm hoa khá là đẹp. Cây sóc thứ năm, một gốc hai thân, ngầm hoa thì bao dài. À, đối với sóc thì những cái ngầm hoa như vậy là nó vượt vượt chỉ tiêu rồi đó, dài chứ nó không không có dài hơn được nha các anh chị. Nó không giống như đinh rô rồi đó, nó ra khoảng cỡ này thôi, ai chăm tốt thì nó ra dài hơn tí. Mẹ một con, đây rất là to.
Loại ở rừng của em thì nó thon dài nha anh chị, chứ nó không có mập, nó không có phải mập, thon dài. Đây đó bạn, cái khổ lá rất là dài. Rồi thì hết cái đống này thì nó khoảng hơn 1 ký á, thì em để cái giá là 250k ha. Anh chị nào lấy thì liên hệ với em nha. Rồi tất cả mặt hàng là chỉ có nhiêu đó thôi. Rồi, xin chào các tất cả các anh chị và các bạn nha.